chủ shop quần áo ngủ chưa quên đóng cửa, khách vào xem hàng trộm hết quần áo cũng không hay biết. Lợi dụng chủ quán đang ngủ say, nữ quái nhanh chóng ra tay cuốn luôn chỗ quần áo. Vụ việc được camera trong cửa hàng ghi lại. Lúc này, chủ quán đang nằm ngủ chưa ở trong cửa hàng. Một cô gái đi vào bên trong cửa hàng. Khi phát hiện chủ shop đang nằm ngủ, cô ta nhìn ngó xung quanh sau đó đi vào bên trong, ý đồ định trộm quần áo. Lúc này chủ quán chờ mình, cô gái hốt hoảng giật mình. Tuy nhiên do cô chủ ngủ quá say nên vẫn chưa phát hiện ra nữ quái trong cửa hàng mình. Cô gái đi một vòng lựa quần áo nhưng có vẻ vẫn chưa ý chiếc nào để trộm. Xem đến đây, nhiều người cũng phải phê bình cô chủ quán đã quá chủ quan, cửa hàng nhiều đồ mà lại để hớ hênh như vậy. Lúc này, nữ quái đã đi ra phía bên ngoài, và rồi ánh mắt của cô ta đã va phải mấy chiếc áo khoác đắt tiền. Cô nàng lấy chiếc áo khoác trên giá cởi ra mặc thử. Chủ shop nằm bên trong không hề phát hiện ra, vẫn say sưa ngủ. Nữ quái lén lút đi vào bên trong chỗ chủ shop đang nằm định làm gì đó. Thì ra cô ta phát hiện chiếc túi để bên cạnh nên cầm giùm chủ shop luôn. Trước khi đi còn tranh thủ lấy thêm đôi bộ quần áo nữa. Vì chủ quán ngủ quá say nên cô gái dễ dàng ra tay. Cô nàng vẫn còn bình tĩnh chọn quần áo để trộm nữa. Chủ shop lúc sau xem lại camera cũng chỉ còn biết tự trách bản thân mình mà thôi. Thời điểm Tết nhất cận kề rất dễ xảy ra trộm cắp, người dân cần nâng cao cảnh giác, tránh để kẻ gian có cơ hội chiếm đoạt tài sản.